tháng nó to nhỉ? Không, đây là ngọc lục bảo. À đâu, đây là, sau đây là màn đập trứng. Đập trứng gì? Không, à đâu, à, bóc vỏ trứng. Ôi giấu hết con ốc vầy voi nhỉ? Dạ. Ngọc lục bảo là con gì? Con ốc vầy voi á, nó như này nè, nó đắt hơn cả quang đế cơ. Dạ, không quang đế á? Ngon lắm mẹ. Mày đã ăn bao giờ mà biết ngon? Em xem trong tivi. Cứ xem trong tivi là ngon đấy. Ngon ơi, ngon mẹ. Ngon cực luôn. Thôi, đi rửa, ra xong chưa? Đi rửa sạch đi. Nãy nãy nhờ. Đứng đây, đứng đây. Luộc chim trước cho nó bớt hôi đi. Chim ấy. Để cái dấu của nó lại. Rửa sạch cho nó nhìn trông đẹp hết. Giờ phải luộc bỏ cái nước hôi chứ. Như kiểu rồi ấy nhỉ. Giờ phải luộc qua. Đấy, bỏ hết cái nước hôi đó, hòi đã. Cái này cho cho cái đây cho sau đi. Không. Cho vào nốt. Tí nữa mình vớt ra trước. Nó mềm mà. Anh em mình đi rửa đủ đủ trước đây. Trong lúc đấy. Mày đây được. Ở đây mà trông cho đi rửa. Em rửa luôn, em rửa tay luôn. Ấy, luộc qua này, mọi người xem sẽ nó như thế nào nhé. Ủa sao nó cứng ngay nhìn như con rắn này. Cứng ngay lại. Được. Đây là nhìn giống đầu con hổ mang này. Giờ phải làm sạch phát nữa đó. Ui, cứng á. Không phải đây. Cái như giờ, là đang cương luôn. Bây giờ là cái thịt của nó mà. Như là đang cương luôn. Ui, giống đầu rắn hổ mang nhỉ. Ý, em ra làm sạch phát nữa, bắt đầu hầm xả. Con gì? Đây là cái đấy mà anh. Hả? Đây là cái kia mà. Không, làm sạch tiếp. Ây. Sợ nó hoi không? Phải cái này là cho vào xả luôn chứ, thì mới khử hoi được chứ. Để tiếp đi. Cho xả luôn bây giờ này. À. Quên. Xong tí nữa là hầm đu đủ không nhỉ? Ừ. Quên mất. Cho xả lấy xả đi. Em okay. Đi lấy xả. Đây. Tăng tăng tăng. Ui nó cong queo. Cong queo. Xả đập xả này. Cả gừng không mang gừng nhỉ? Như để mang cả gừng nữa. Đúng rồi, cho nó xả trước. Rồi. Đậy nắp vào. Thì nó hầm cả cái. Ừ, cả cái luôn, ăn hầm phê. Người ta thái mình không cần thái. Em vừa nghiên cứu được ở trên mạng ấy. Không có sợ anh làm món hoi xì. Mấy cả giải nguyết như kiểu tí bò. Ở đây thì hết hẳn hoi rồi mọi người. Chắc là hết rồi. Ui, cứng đờ luôn nhá. Ui, mày sờ mà xem. Có cắt cứng. Khúc ra không anh? Không phải cắt, cứng như khúc củi luôn. Thế nhỉ, đáng nhẽ phải cuốn tròn cơ. Thì nó tự cứng lên như thế ai biết được. Cuốn cứ ăn nhé. Chim nó hay nhỉ. Làm gì đã ăn được. Bây giờ nó còn cứng như đơ này. Đây, chim mày đã bao giờ cứng như này chưa? Cứng, biết được à? Này mà ăn này, quả lúc đã đi ăn mềm. Mềm cái gì? Chưa hầm phải tự độ tầm đôi 3 tiếng. Kéo càng hầm càng cứng hay sao? Mày thấy cái gì càng hầm càng cứng không? Hả? Sao cái này hầm cứng này? Đây là vừa luộc qua để làm sạch cho hết hoi đã. Những củ quý nó hay hoi lắm, hiếm nó hay hoi. Không có bì à. Anh đi mệt mua đi. Để mua mình làm để tao biết ngay mà. Sao mày không đi mua bia nước ngọt đi mua cho tao chai bia? Đấy. Đấy là ý chơi. Bắn tinh. Chết rồi vẫn còn máu à. Đũa này. Không hôi đâu. Anh bỏ hết mỡ nó mới thế để mỡ này. Ui. Cháu ra luộc lại đi. Thì đường nào chả rửa quá. Nào, nhanh ra. Rửa trong này này. Rửa trong này xong tí nó lại vớt ra lại rơi. À, bỏ ra. Cho nước mới. Chuẩn bị. Làm sạch. Sạch sạch. Ngon. Hầm, chuẩn bị hầm. Không phải đó đâu, chỉ rửa qua cái kia là xong luôn. Anh cho. Sau khi làm sạch lại tơn hai anh em mình. Anh cho chim bắt đầu dưới. Được rồi, nhỉ. Cứng điên nhá. Cứng đinh điên luôn. Cứng điên. Sợ thật. Bây giờ bắt đầu hầm. Tròn lại, ôi mày phải ra lấy thêm nước rồi. Em đi lấy nước à?
Xong tí nữa hầm nó còn mất nước nữa mà. Hái mấy củ xả luôn nhá. Ok. Cứng này, cứng đinh luôn nhá. Mấy quả này thì chắc nó khác bên trên nó. Mấy quả này mềm. Thôi em đi xem viện nhá. Xem viện đâu? À kìa, không có chìa khóa đâu, tao vứt đâu ấy. Chà, ninh tiếp, ninh tiếp. Bảo cái gì? Bảo cái gì? Rồi. Đấy, chặt nó phải như thế. Rồi. Dài cây này, cho nó quèo dài cây. Cao quá, xong xuống. Rồi, dao này, chặt đi. Anh cứ chờ đấy. Kiểu gì có phát anh mình ăn mà. Đang xem phim. Đúng là người đau mấy chứ. Chắc thế này em còn nằm nữa. Hả? Ờ, chắc thế này nó không ngã đâu. Tuột. Thì nằm xem được không? Chắc là tuột luôn. Tuột đi. Tôi đến máu rồi. Ai bảo anh chặt rồi ra em gì? Ok. Mày, mày được bao nhiêu cân? Cái gì? Mà nó căng lại nằm được à? Đấy, làm thế. Như kiểu là khinh người đi để. Chỗ nằm là tốt rồi. Nóng rồi. Bây giờ mình nhặt củi đi.
phổi á, phổi tôi rồi á. Ngọt lắm, ngọt kinh khủng luôn. Xa, giờ chỉ đợi cho nó chín dữ để ăn. Mày chắc là chín rồi. Chín rồi. Sau 2 tiếng ninh thì ui, chắc dữ luôn rồi. Không cần biết nó chín hay không nhưng mà đói lắm rồi. Chui rồi. Nhưng mà không biết thịt người chưa ấy. Đây. Mày ra này, mày sang chén này. Chén này, đói lắm rồi. Bọn em cứ xôi rột rột ra. Ây da. Ui da. Ui, cần ta đổ cho nên không. Nhìn quả đánh pháo này không biết mềm không nhỉ. Không biết là thế nào rồi. Ui, anh chọn chỗ lý tưởng đấy. Dạ. Ây. À, đánh pháo thần công này. Thế em ăn quả này. Đây là quả. Đây là hạt. Ấy. Bóng à. Chỗ bóng. Đây. Ừ. Súng nó đây. Ui vẫn dài lắm. Ú chà 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 chà. À, nó co lại quá tù lù này hả? Quát chê. Đây nữa. Ủa chỗ này nhìn như kiểu rồi chó ấy. Ây da. À trơn. Anh phải cầm một khẩu đít nó ấy. Còn nó trơn mất. Đấy, mềm không anh? Hơi mềm mềm một tí. Nó phải đợi nguội mới ăn được anh ơi. Chén luôn. Để cho nó nguội ra. Nó đi mà đợi. Không có nó. Không nguội được. À nó cơ. Không ăn được phải cầm ăn mới được chứ. Em đợi nguội em mới ăn. Đâu. Chà chà. Rồi anh em mình bắt đầu thưởng thức cái món này. Anh đi sang đây đi. Ây da. Chạy càng kia. Anh ơi cho em cái đầu này. À từ. Đồ khớp á. À cái này xem nó bị nào. Giờ thưởng thức mà bây giờ thưởng thức quả gọi là ngọc lục bảo trước. Ôi, sao bên trong mịn như gan ấy nhỉ? Đấy, cho em ăn miếng đây. Ui, mời các bạn nhé. Ui, bằng đấy. Mời quá. Nước chấm. Bát nước chấm ta để đâu ấy? Mềm. Mềm á. Ôi, không hôi đâu. Hôi cái khỉ mà hôi. Mời mọi người nhé. Ngon rồi. Mềm. Ngon lắm. Đây. Thế này mà nguội cầm cả cái cắn nó xuống rồi ạ. Đây thử cái cẳng trên. Thế đầu chim. Thâm. Chim thâm. Đó. Anh ấy thịt câu ấy. Thịt bò. Thấy miếng. Không cắn được. Cắn được hết. Mềm à? Mềm à? Bỏng quá mà chẳng đủ đủ khuê. Giờ mình sẽ thử cái đầu khớp của nó. Cho em một cái khớp. Đây. Cho em một cái này. Em thích ăn khớp to này. Khớp này to à? Ừ. Mình sẽ thưởng thức đầu khớp nha mọi người nha. Cho mấy cái ai bỏng quá. Mày ăn trước cái chân này ra. Ngon đấy, thế nào? Rồi. Sạch sạch chưa? Sạch sạch. Hả? Đấy, ngon. Thấy chưa? Không phải là cảm nhận không nghe. Ngon à. Đây anh em cho nên nấu đấy. Bây giờ nó đói nhỉ? Người ta nấu thuốc bắc ngon nữa cơ. Nhưng mà không kiếm được thuốc bắc mình đành phải thay bằng nước đủ. Đấy, giờ mình sẽ thưởng thức cái gọi là đầu khớp. Bỏ quá. Không mùi nhỉ? Không ăn được thôi đấy. Ta thử thôi. Ngon rồi. Cắm mạnh vào. Cho mày, phều phều vậy. Phều phều. Em mới ăn được thưởng thức được hả? Đấy. Đấy. Miếng đu đủ. Đu đủ hầm cái gì ngon nữa nhỉ? Đu đủ hầm ấy. Mềm ngon. Cái này nó như kiểu gân nhá. Ngon lắm. Ngon lắm rồi ạ. Đu đủ. Mềm. Bên đấy để cả vỏ. Ăn hơi ngâm ngâm xíu. Ừ.
Quả cà này vẫn đấy này, ngon này. Mềm. Đây mà Ninh thuốc bắc của người hầm nhừ lên nhỉ? Nó ngấm vị. Hay cho anh Ninh tiếp. Rồi, anh em mình làm một cò tiếp. Cò hầm nhừ. Chim ấy nhỉ, chim cuốc ấy nhỉ, chắc cũng ngon. Tuyệt vời luôn. Đây, nó lại tàn gần này. Ngon à? Nó nở gần ra này. Ngon nhỉ. Cứ món gì có đu đủ lắm. Mà để thích ăn nhất đu đủ mọi người ạ. Nó ngọt lắm. Tất cả nước nó ra hết đu đủ.